Liên quan đến dịch bệnh bạch hầu, hôm nay bà Hà Thị Phúc, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ khi ghi nhận ca bệnh bạch hầu đầu tiên vào ngày 5 tháng 8, đến nay tại ổ dịch ở khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát đã có 3 ca mắc bạch hầu. Có 34 trường hợp F1 của 3 bệnh nhân đã được cách ly theo dõi tại nhà. Trung tâm Y tế huyện Mường Lát đã tổ chức phun khử trùng tại ổ dịch, cấp thuốc kháng sinh dự phòng cho gần 800 người dân khu vực Đoàn Kết và hơn 200 người là cán bộ y tế thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch, cấp khẩu trang cho người dân. Theo Trung tâm Y tế huyện Mường Lát, đến nay ổ dịch tại khu phố Đoàn Kết đã được khoanh vùng, ngăn chặn, không để lây lan sang các địa phương khác. Sức khỏe 3 bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu đang được điều trị tại bệnh viện ổn định, phục hồi tốt. Sau khi công bố dịch bệnh bạch hầu tại thị trấn Mường Lát ngày 11 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo huyện Mường Lát không chủ quan lơ là, cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Đối với đề xuất của Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát cấp bổ sung 25.000 liều vaccine bạch hầu uốn ván để tiêm phòng cho đối tượng nguy cơ và nguy cơ cao tại thị trấn Mường Lát cùng 3 xã giáp ranh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh làm việc với đơn vị liên quan để sớm có nguồn vaccine tiêm chủng đáp ứng phòng chống dịch chủ động.